Chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay ba mình đi cưa ở ngoài Vũng Tàu, ở chùa Hưng Thắng Tự, 112 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu nha quý vị. Sẽ cưa một cây bồ đề. Bãi Dâu Vũng Tàu. Ba mình sẽ cưa một cây bồ đề lớn để mình lại gần cho quý vị xem. Rất là lớn luôn. Tại vì chùa sợ cây bồ đề này nó bị ngã đè lên chỗ của Phật Dược Sư Ngự đó quý vị. Nên kêu ba mình hạ bớt mấy cái nhánh. Cây rất là bự luôn. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Bây giờ ba mình sẽ xin phép để hạ cái cây bồ đề xuống. Bồ đề lá lớn luôn á. Nó nhỏ luôn, bồ đề lá lớn luôn. Khoảng bao nhiêu năm rồi cô? Dạ, 80 năm. Cảm ơn bác. Gì mà gọi lỡ cái cây xuống ở đây thì chùa chịu. Dạ. Bây giờ ba mình sẽ lại ngay cái phần gốc để cúng luôn nha quý vị. Cúng ngay chỗ của Phật Dược Sư và cúng ngay cái gốc cây. Gốc cây rất là lớn. À, mình mới mua sợi dây này ở ngoài chợ Vũng Tàu luôn đó vậy. Để cột cái bụi trúc này, sợ sẽ gãy, bị uổng. Ồ, gió quá chị đó. Đây là cái cây con của bồ đề nha. Lá nhìn chót dài. Giờ ba mình sẽ đẩy cái dây lên phía trên để cột cái tàn cây trúc như vậy. Vì sợ cây tre nó bị tuột nên ba mình đã cắt một cái ngàm để vừa sợi dây để đẩy lên quý vị. Chiếu ngon rồi. Bây giờ ba mình bắt đầu lấy sợi dây lên để treo và hạ bớt từng nhánh xuống. Cái sợi dây leo này có gai nè. Lấy cái dao xuống anh chặt liền mà. Chặt mấy cái nhánh như nào gai bỏ chặt. Bỏ luôn
Hôm nay biển biển động nha quý vị. Gió trước. Cây này là cây kim luôn. Chị Bích Tiên nha. Có kiếm vàng đây nè quý vị. Hôm nay ngỏ nè. Đây là dây kim luôn, rất là dính. Ta mình thử sẽ xử lý cái dây kim luôn trước thôi vậy. Tại vì có rất nhiều gai. Có gai mà có con kiến nữa. Gai nó mọc ngược lại quý vị. Tại cái gai nó mọc ngược lên không. Dây lên mà nó dính tùm lum luôn. Ôi, quá trời gió luôn, nó bay cái nón luôn. Dùng sợi dây để gịch cái cây kim luôn xuống luôn quý vị. Ôi. Như thế này nó phải gỡ nó xuống được không? Tại vì cái mũi cái gai nó nhận được con xuôi lúng đúng. Dây đó nó bị dướng nên ba mình đã xăng dùng hết cả áo luôn. Kiến cắn quá trời. Nhiều năm đem chai thịt kiến lên gấp lên. À, anh Tiến ủa cho chú Năm lấy cho xui vô cho quá trời nhiều kiến nên đã dùng nguyên một bình xịt luôn rồi. Dùng nguyên bình xịt bự luôn nè. Giờ chai xịt không thể nào chịu nổi luôn quý vị. Có cái này bớt kiến nè. Con trai anh Tùng ơi. Anh Tùng Tùng. Con trai nè. Cây này nó rất là lâu năm. Em chọi hay chọi cho đồng cho ba anh. Bây giờ ba sẽ leo lên trên để che nhánh, hạ những nhánh ở phía dưới xuống trước nha quý vị. Hay lên ta bị dướng nhánh ở trên nè. Dướng cái nhánh nhỏ. Giờ sẽ rút dây và trời ơi. Giống bị dướng. Treo nhánh trên cao hơn để hạ nhánh phía bên đây như vậy. Vì nhánh bự nên bà mình đã lấy một sợi dây bự để nối vào kéo lên trên.
Bây giờ ba mình sẽ leo ra nhánh phía ngoài. Cây bồ đề này rất là trơn. Quá gió rồi quý vị ơi. Cây mình, cái cây này mình nghĩ là sẽ sử dụng rất là nhiều dây luôn quý vị. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị kéo cái máy lên. Đọt ra vì nó dướng cái cây ở phía dưới. Ở phía dưới sẽ có một xe chở đi luôn. Xe này cũng là xe thuốc nam chở từ thiện của chùa luôn. Vào thân rất là mạnh nha quý vị. Cái này rất là nặng nên ba mình đã lấy thêm một sợi dây nữa. Mình nghĩ sẽ cột gần sát ở dưới này để hạ luôn nguyên một nhánh dài nha. Đây ba mình đã lòn dây ở đây để cưa ngang phần này nha quý vị. Yeah.
chỗ thờ Phật Diệt Sư. Bây giờ sẽ xá dây từ từ không gì. Ba mình sẽ cột thêm phần dây đó nữa để gịch pha phía ngoài bên đây. Sợ vào cái mái nhà của sẽ giật cái phần thân ra trước nha quý vị. Ôi. Thôi. Quá trời gió đung đưa. Hên là đã không vào mái nhà nha quý vị. Thành công và an toàn nha quý vị. Giờ sẽ cột thêm phần nhánh này. Cái cây bồ đề này rất là nhiều nhánh luôn á. Bác Sáu đã đem thêm một cái chai xăng Hàn Quốc để lên cho ba mình uống. Quay con Lâm ơi. Ôi nó đập giật ra kìa quý vị. Mà mình vừa mới cắt cái nhàm để lòn cọng dây. Mình nghĩ ba mình sẽ cột hai sợi dây để kéo hai đầu cho nó không bị vào cái phần mái nhà của chỗ Phật ngồi gì. Ba mình đã lòn sợi dây phía dưới rồi. Qua bên này để sử dụng một người vịn thôi nha quý vị. Mà
không cột sợi dây đó chằng lại thì nó sẽ vào cái phần trên mái nè. Tiếp tục cưa một nhánh nhỏ. Tuy là nhánh nhỏ nhưng có rất nhiều cái tược đâm ra. Và sẽ leo lên phía trên đó để treo nhánh ở phía ngoài. Vì ba mình sợ cái đọt nó sẽ quơ nên đã lòn sợi dây xích ra ngoài một chút. Ba đã cột phần cái nhánh phía trong để kéo ra phía ngoài và lòn cái sợi dây vào phần cái nhánh mà đã cắt hồi nãy. Giờ ba sẽ ra phía ngoài cưa nhánh nhỏ thảy xuống luôn nha quý vị. Thì ở đây gần biển và gió rất là nhiều nên có nói hơi nhỏ thì quý vị thông cảm nha. Tiếp tục cái nhánh bự này.
Bây giờ sẽ cưa từng lóng để thảy xuống nha. Ba sẽ dục vào phần gốc như vậy, tại vì phía ngoài là đan và gạch. Bà sẽ cột ở dưới nó như vậy, sẽ gạch hai bên, nó sẽ không bị giặt vào trong cái thân cây. Vì gió ngược lên ba mình sẽ kêu kéo mạnh vào trong như vậy. Trời ơi. Nhánh khô luôn. Vì không có người nên anh em mình đã đi theo phụ luôn rồi. Bỏ máy lại. Thì cái cây này thiếu nước nên nó cũng đã bị lá vàng rồi. Nó bị dướng ở phần trên nè. An toàn nha quý vị. Gió rất là lớn nên phải nhắm hướng thật là kỹ nha quý vị. Đó là cách mà ba mình để máy cưa. Bà mình mới đem sợi dây lên mà nhìn lên trên mà không biết nó làm gì.
cánh này rất là nhỏ mà nó còn cao nữa. À, quơ vô lấy đi. Cái căng ra rất là xa nha quý vị. Bắt ở phía dưới trước nữa không nó sẽ bị tét nhánh bậy á. Phía ngoài xa luôn nhớ gì đây cái máy đền ở đây giờ sẽ tiếp tục treo dây cái nhánh còn lại nhớ gì đây cái nhánh nó nằm trên máy đền luôn.